các bạn. Hôm nay ngoài việc chia sẻ công thức làm món đồ uống này, Lưu Cà Phê sẽ tặng cho những anh chị mới biết đến Lưu Cà Phê những dòng sản phẩm cà phê cực kỳ cao cấp. Ngoài ra nữa, các anh chị sẽ được giảm giá toàn bộ nguyên liệu để pha chế. Để với cách tham gia thì các anh chị nhớ coi hết clip này. Nào, còn chờ gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Second, I know you feel the beat. Do you feel the rhythm all the way? Can you see the vision? Everything in this world will be okay. Can we be together all the way? I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something. Để tham gia chương trình khuyến mãi, ưu đãi, nhận cà phê cao cấp cũng như là giảm giá nguyên vật liệu pha chế thì các anh chị hãy làm theo hai bước sau. Bước 1, like video và đăng ký kênh. Bước 2, các anh chị chụp màn hình ở thời điểm hiện tại và gửi qua số Zalo là 0932 186 700 hoặc các anh chị kéo xuống phần comment để làm theo hướng dẫn. Lưu ý, một số điện thoại chỉ được tham gia một lần. Cảm ơn các anh chị đã ủng hộ Lưỡng Cà Phê trong thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại mọi người vào những clip sắp tới.